But it's a coming premium. It is the same bus simulator that you already have, but with no ads. If you play very often, it will get more pleasant. All payments are used to pay our team to create more amazing content. Anh kể cho mình hồi nãy nó bị thằng nó xe có bị sao không có sao tính không bị thì hết luôn chỉ vì thằng lơ xe mất chạy nó chỉnh bàn phím của mình chỉ vì thằng lơ xe mất dạy mà mình sáng bị đai rồi đấy mọi người thấy mình đầu clip hồi nãy như thế nào ôi xe mình bị cột bánh thôi sao ấy từ đây thằng lơ xe cút xuống cho tao sửa rồi thằng nước rồi rồi xe không sao cả okay. Là xe nó đang mất máy ủa Chạy coi.
như ấn qua cái chỗ này xong tự nhiên nó như thế mà. Đấy thì như vừa ấn qua coi những lớp xem mà nó tinh chu ba chip ba tap ba. Trời ơi sao mà sửa được đây, thằng bơ phê khốn khiếp này. Chỉ vì cái máy nào đi phá phách à, hư rồi, quay video kiểu gì nữa. 1024 quay rồi, quay rồi, chỉ lại coi, chỉ lại coi sao, chỉ lại coi chỉ gì, chỉ là ủa nè ấn qua đấy à, quên đấy. Sorry bất tài. Quay đi chứ, quay đi rồi đang, nó đang quay, nó đang quay. Sao xe đề 30, sao xe đề 3 nó nhẹ đó nhỉ. Chạy hết cái cửa tự nhiên nó không chạy nhanh được nữa. Ok, xin xem mình có một người bạn đồng hành mình đi trong ngày hôm nay với bà bé chó. Là bé chó. Thank you.
Nó đừng có để nó chân lật ra ngoài.
Ôi trời ơi, anh xuống nằm rượu à. Bật đèn đi. Bật hết đèn nha. Sao bật đèn nó không được cái gì? Chuyển lại đi. Cứ để thế lái ngược. Ôi, đường con đường cứu thần, con đường cứu thần. Ôi rồi. Ê, lần này để tôi lái cho, lần này để tôi lái cho. Đoạn này để tôi lái. Lần này để anh lái cho. Anh mà chưa có bằng lái xe tình hình cho đây. Tôi có bằng lái xe không bạn ơi? Mới lái à? Mới lái. Đây, cho bắt tài số 5 chơi đi. Còn đây là đoạn đường đèo cho nên bắt tài số 5 phải cẩn thận. Bởi vì chỉ còn rớt một cái thôi là khó làm video được cho bắt tài số 5 kia. Ai thua? Đừng có cua. Đừng có trái được chưa? Đừng có phải chứ mình có chạy. Đi chậm thế. Đường đèo không? Xe cho cái xe mà không biết chạy nên mất chết rồi tự nhiên bây giờ chạy. Lát nữa xuống cái trạm kia coi nó bốc phép mình hay sao nó mà rồi sửa xe hồi nãy giờ. Mà chạy nhìn ra. À, phía trước có trạm miền chân kìa. Chắc hình như là mình chắc nghĩ là khách đó rồi đấy. Cái trạm miền chân là khách đó. Ai giờ không hai đâu kia. Lấy vô đây. Ủa vô pin. Pin này có khác. Đúng là Mr. Bean Black có khác. Rồi được. Thả ra. Trời ơi, tất cả di cắt xuống xe nha. Rồi, đi đi học đi. Đi học đi ha, giờ 2. Nhưng chưa xong, video mà. Trong thời gian này ăn cái chai nước. Các bạn hãy chạm cùng chân trên màn hình và